Đối diện với nhiều vất vả và độc hại của nghề thu gom rác thải, sau khi đã quyết định gắn bó với nghề, những công nhân vệ sinh môi trường thuộc ban quản lý cả công trình công cộng huyện Tuyên Hóa luôn vượt lên khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần đảm bảo cho cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp. Như những chú ong chăm chỉ, họ lặng lẽ cần mẫn giữa đời thường. Cùng với bàn đồng hành là chiếc xe đẩy, những công nhân vệ sinh thuộc ban quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hóa đang tiến hành quét dọn, thu gom rác thải trên tuyến đường mình phụ trách. Bất kể nắng mưa, nhiệm vụ của họ là thu gom gọn gàng trước khi có một kịp khác sẽ vận chuyển rác đến điểm tập kết. Hết đẩy xe lại nhặt rác, thầm lặng giữa dòng người qua lại. Công việc của họ thường bắt đầu từ 14 giờ chiều, nhưng có những hôm phải làm đến tối mịt mới hết việc. Tưởng chừng như đơn giản chỉ có đẩy xe và hút rác, nhưng có theo chân họ mới thấy được bao nỗi vất vả nhọc nhằn. Có hôm trong rác là có xác động vật, bốc mùi hôi thối là nồng nặc rất là khó chịu. Nhiều hôm là nhiều hộ dân là còn bỏ rác lẫn lộn cả đất đá, rất nặng gây khó khăn cho chúng tôi trong việc thu gom. Cái khó khăn hơn nữa là nhiều hôm là trời mưa to nhưng mà chúng tôi không thể nghỉ. Nếu chúng tôi mà nghỉ một hai hôm thì lượng rác sẽ tồn đọng là chất đầy trên dọc các tuyến đường. Đặc biệt là vào dịp gần Tết Nguyên Đán thì lượng rác rất nhiều nên là chúng tôi là phải thu gom từ buổi khuya cho đến đêm tối. Thì công việc là tuy là vất vả nhưng chị em chúng tôi là vẫn cố gắng là thu gom gọn gàng để tiết kiệm thời gian cho các đồng nghiệp khác là đưa rác đến điểm tập kết nhanh hơn. 3 giờ sáng, thị trấn Đồng Đê chìm vào màn đêm yên tĩnh. Hầu hết mọi người đang có một giấc ngủ ngon. Thì chị Nguyễn Thị Hiền cùng đồng nghiệp của mình đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Gắn bó với nghề hơn 6 năm nay, việc trực ca đêm như thế này đã trở nên quá quen thuộc đối với chị. Mặc dù từ chiều hôm trước, rác thải đã được thu gom lại gọn gàng, tuy nhiên với lượng rác thải lớn, một ca trực đêm chỉ có 2 công nhân và một lái xe nên họ luôn trong tình trạng làm việc với cường độ cao. Người để xe, người vận hành máy, chẳng ai bảo ai, cử thì luôn phiên nhau, miệt mài và lặng lẽ. Công việc ca đêm của tôi là bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 11 giờ trưa, 2 rưỡi là phải dậy đi làm rồi. Công việc là tuy khá vất vả, nhưng chúng tôi là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công việc hoàn thành thì chúng tôi cảm thấy vui vẻ, góp một phần nào đó cho đô thị xanh sạch đẹp. Tổ vệ sinh môi trường thuộc ban quản lý cả công trình công cộng huyện Tuyên Hóa hiện có 15 thành viên, đa phần là nữ. Mỗi ngày làm việc, các thành viên được chia thành 2 ca trực. Ca buổi chiều chịu trách nhiệm thu gom rác gọn gàng trên các tuyến đường. Ca trực đêm sẽ tiến hành vận chuyển rác đến địa điểm tập kết. Theo ước tính mỗi ngày, họ phải xử lý, thu gom, vận chuyển hơn 7 tấn rác thải các loại. Vào các ngày lễ hoặc mưa bão, lượng rác thải còn nhiều hơn gấp bội. Vì vậy khối lượng, thời gian làm việc kéo dài hơn. Làm việc trong môi trường độc hại, tiếp xúc trực tiếp với rác thải hàng ngày, họ chấp nhận đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe sau này. Rất là trân trọng và ghi nhận là những cái công việc của họ hiện tại là đang làm là vì họ làm việc đối diện với là rác thải ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Cho nên là chúng tôi cũng rất là cảm nhận được những cái điều mà vất vả mà đối vệ sinh môi trường họ phải hàng ngày đối mặt. Qua những cái cuộc họp dân á, thì chúng tôi cũng tuyên truyền với những người dân là mình phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và cũng có cái phương pháp là gia đình mỗi thùng rác là để làm sạch sẽ môi trường đường xá hơn để tạo điều kiện cho công nhân vệ sinh môi trường đỡ vất vả hơn. Với cái tính chất công việc đặc thù thì hàng ngày anh chị em tiếp xúc với rác thải độc hại, cho nên là cái nguy cơ mà lây nhiễm cả cái nguồn bệnh từ rác thải đối với người thì rất cao. Anh chị em thì không ngại khó ngại khổ, luôn nhận và hoàn thành tốt cái công việc của mình, góp phần đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Còn về phía đơn vị thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái đời sống và sức khỏe của người lao động. Hàng năm thì tổ chức cho anh chị em khám sức khỏe định kỳ, rồi đảm bảo cả cái cơ sở vật chất phục vụ cho công việc, rồi bảo hộ lao động cho người lao động, đặc biệt là các cái chế độ chính sách như tiền công, tiền lương, rồi tiền làm thêm giờ, rồi là phụ cấp độc hại và các cái chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
thì đơn vị luôn thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Nên người lao động trong đơn vị cũng vui vẻ, phấn khởi, yên tâm và gắn bó lâu dài với đơn vị. Mặt trời vừa lên, dòng người lại tấp nập hồi hạ cho một ngày mới. Cũng là lúc kịp trực của chị Nguyễn Thị Hiền hoàn thành xong công việc của mình. Họ lặng lẽ trở về nhà, mang theo chiếc áo in hành những lớp bụi đường, vương vấn mùi của rác, để nhường lại không khí trong lành cho phủ thị. Cậu đi trên những con đường thanh thang sạch đẹp mới thể hiện được những cống hiến thầm lặng của họ cho cộng đồng. Đô thị ngày càng phát triển, lượng rác thải ngày càng lớn, trong khi số lượng công nhân bám trụ được với nghề không nhiều. Muốn môi trường luôn xanh sạch đẹp thì những cố gắng của những công nhân vệ sinh là chưa đủ. Vì vậy, mỗi người dân nên góp thêm một chút ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung để có thể giúp cho họ vơi đi phần nào sự vất vả. Đến với những ngõ đường quen, ngày đêm nối ngày theo nhịp đời đan xen, trong miệt mài em âm thầm góp sức. Phố sang đẹp hơn, giọt mồ hôi rơi gửi đời bao mơ ước. Em là em, người lao công quét đường.